bạn trên textbox và các bạn sẽ hỏi trên textbox để làm gì. Và rất là đơn giản, textbox để chúng ta có thể bổ sung thêm thông tin vào bảng tính mà không làm ảnh hưởng đến bảng tính. Có thể nói textbox là một lớp phía trên của cái bảng tính. Ví dụ như mình có ở đây là một cái textbox có nội dung là bài số 18 trên textbox như bạn đã thấy. Và để làm được điều này thì chúng ta hãy bấm vào thẻ insert và chọn phần textbox. Sau khi bạn bấm chọn textbox thì con chuột của bạn sẽ biến thành một hình thanh giá lộn ngược thế này, và chúng ta bắt đầu có thể vẽ cái textbox của chúng ta ví dụ như thế này và bắt đầu gõ chữ vào đó ví dụ như sau. Như vậy, và tất cả nội dung của textbox này bạn cũng có thể định dạng được cho nó như một ô trong bình thường ở trong bảng tính của các bạn. Và các bạn để ý ở đây là khi chúng ta chọn vào textbox, xung quanh viền của textbox sẽ xuất hiện những ô, những cái hình tròn và hình vuông như này. Chúng ta có thể bấm vào hình tròn đó và thay đổi kích thước của textbox, và nội dung của textbox cũng sẽ được thay đổi theo hình dạng của textbox đó, tượng nào đó mà các bạn muốn chèn vào trong. Đây là bài 19 trong series hướng dẫn Excel 2010. Trong bài này chúng ta sẽ tìm cách chèn ký tự đặc biệt vào trong bảng tính của chúng ta. Vì một lý do nào đó, có thể các bạn sẽ có một công thức toán học hay là một biểu tượng nào đó mà các bạn muốn chèn vào trong bảng tính Excel của mình, thì đây, bài này các bạn sẽ học cách làm điều đó. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn ô mà chúng ta muốn chọn ký tự đặc biệt đó. Ví dụ là ô H8 chẳng hạn, chúng ta hãy click chuột vào thẻ Insert ở phía bên trên và tay phải thì chúng ta thấy có biểu tượng Omega ở đây, có chữ Symbol ở dưới. Bấm lên đó, chúng ta sẽ thấy một bảng gồm rất là nhiều symbol ở đây. Và đơn giản chúng ta sẽ chọn một trong những cái biểu tượng có ở đây để chèn vào bảng tính của chúng ta. Mình sẽ chọn nút này, biểu tượng copyright, và bấm nút insert. Sau đó chúng ta bấm nút close, và như các bạn đã thấy, chúng ta đã chèn được biểu tượng copyright